Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Tam Quốc. Mình là Chocho Qua Tuyên Quang và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Bắc Bình Vương Công Tôn Toản và đồng bọn để đi chinh phục Trung Hoa. Ở tập trước thì chúng ta đã nói chung là cũng ổn định được cái vùng phương Bắc một chút xíu rồi. Bây giờ thì nói thế nào nhỉ? Cái vùng này nói chung thì bây giờ các cái vùng lãnh thổ của mình nó là khá ổn định rồi. Mình thì mình cũng không biết được là bây giờ phải làm như nào, nhưng mà với các bạn thì bây giờ như này thì ổn. Đấy. Về các bạn là ổn rồi. Bây giờ mình sẽ cố gắng dùng cái giải pháp gọi là mình xem là có thằng nào nó thân với mình. Con lợn Lưu Bị này nó thằng đó hình thành vương quốc rồi này. Bây giờ mình nghĩ là mình cần có một sự đảm bảo của thằng Khổng Dung này để có thể nếu như có một cái sự đảm bảo của Khổng Dung thì mình sẽ có một cái vùng đệm an toàn, thì lúc đó mình sẽ lo bảo vệ ở khu vực này dễ hơn. Khổng Dung nếu như mình đề nghị hình như là Khổng Dung nó đang đồng minh với thằng nào nhỉ? Liệu mình có thể bắt được Khổng Dung làm chư hầu hay không thì chưa biết được. Nhưng mà tóm lại ta cứ phải tiêu diệt An Định đã, và cứ tiếp tục cái chính sách ngoại giao đu dây đó. Bởi vì bây giờ kinh tế của mình cũng tạm tạm thôi, nhưng mà cũng chưa thể nói là khởi sắc được. Thằng lợn này nó đòi bây giờ chúng ta phải lên hoàng đế để cho chúng ta xem thêm ba cái nước Tam Quốc là những nước nào. Chắc chắn là Ngụy Thục Ngô thì một trong hai cái thằng đấy rồi, vì chúng ta không phải là trong nhóm ba nước đấy thì bây giờ mình cũng không biết được. Nếu chúng ta lên ngôi vua, đây này, lên king thì sẽ chỉ còn hai nước nữa thôi. Mình chưa biết là nước nào nhưng mà rồi Tư Mã Ý lên luôn. Hạ Hậu Uyên thì cứ đứng ở đây đã. Quân đoàn của Hạ Hậu Uyên này khá mạnh. Cái thằng lương thực của mình ôi bây giờ phải lâng thành chứ nhỉ. Mình chưa muốn lâng vội cái nhánh màu vàng này lên cao, bởi vì nếu mình lâng cao cái nhánh đấy thì nó có một cái dở hơi là lâng cao cái nhánh đấy thì mình lại bị nhanh lên ngôi vua. Đấy, dở hơi lắm. Mà lâng thành này cũng vậy, nó cũng nhanh lên ngôi vua hơn. Tất nhiên sau này khi ngôi vua rồi thì chúng ta cũng vẫn phải lâng thôi, nhưng mà bây giờ thì chưa phải lúc. Cái quân đoàn này cần một quân sư mà mình chưa tìm được quân sư nào hợp ý nhỉ. Đây có Ba Quăng này, có thằng Ba Quăng. Bỏ mấy cái thằng quân này đi, chưa cần, lúc nào cần thì tuyển quân sau, miễn cho nó vào quân đoàn là được rồi. Đây là một trong quân đoàn của anh em nhà con cháu như của Công Tôn Triệu Bộc. Thằng này cũng không có cái gì gớm lắm.
Chúng ta còn đây này, chúng ta có hai thằng con là màu xanh rồi, khi cần chúng ta có thể sử dụng. Để có cả công tôn kỳ, đây có cả một quân sư nữa này, rất là tuyệt đấy. Một quân sư, một thằng vàng, một xanh, có thể mình sẽ cho chúng nó thành một nhóm được ấy. Nếu mà ba anh em nó đi cùng nhau thì chắc là thân tiếp. Hạ Hầu Uyên này thì ấy Triệu Vân đâu? Ôi Triệu Vân có con ngựa ngon lắm. Ngựa màu tím này thì để cho thằng Thái tử Phi này nó cưỡi đi. Đâu nhỉ? Đây. Giáp này cùi quá. Cái kiếm thì được. Nói chung là quân sư. Nó trừ cái gì kia? Trừ trung thành rất là nguy hiểm rồi. Quân sư mà trừ trung thành thì khác gì tự sát. Xạ kỵ à? Rất tiếc là không có món đồ gì cho quân sư đeo ở đây. Có cái món đồ gì nó tăng trung thành nhỉ? Không có. Cái này phát đeo tạm lên vậy. Đeo tạm đã. Một lượt nữa là nó không nhập khẩu nông sản mình kìa. À, Lưu Bị thì nó không chịu. Khó nhỉ. Ông Viên Hy này hiện tại mình chưa có bất kỳ một cái hiệp ước gì với nó. Và kế hoạch là mình cũng sẽ không có hiệp ước gì hết để mình tập trung cho những nhân vật khác. Thằng Tô Kiên này Lưu Tông và Hoa Dung có thể tham gia liên minh này à? Nhưng mà không chắc chắn lắm. Cũng đang chiến tranh với Lữ Bố. Nói chung thì mình cứ bán cho thằng này đã. Mình ký cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với nó đã. Còn bán ở có tốn có một thực thôi mà. Thằng Lưu Trương thì vẫn đang bán, Khổng Dung thì vẫn đang làm ăn. Tất cả mấy thanh niên này vẫn đang làm ăn với mình. Nhưng mà chưa thằng nào nó chịu giao thương với mình. Đây này. Lưu Tông. Thái Mạo, Hoàng Tố, thằng này nó có tiền quái đâu mà nó mua của mình. Thằng này nó không có tiền.
Mã đằng. Hoa dung. Mấy con lợn này nghèo, cái này thì không 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 vội. Mình không việc gì phải bán cho nó cả. Cứ từ từ qua lượt này đi. Hả? Khổng Dung sẽ trở thành chư hầu của chúng ta, nhưng nó lại đòi một cái vùng đất. Đảm bảo quyền tự chủ của Khổng Dung á. Tác động ngoại giao rộng lớn hơn. Cam kết sẽ không bao giờ thôn tính chư hầu này, hứa sẽ không hấp thụ đất đai và sự giàu có của họ. Hay nhỉ. Từ từ đã nhá. Nó muốn lấy cái vùng farmland của mình. Có lẽ bây giờ chưa phải lúc đâu. Khổng Dung ạ. Mấy cái thằng giặc khăn vàng này nó cứ đứng lung tung thế nhỉ? Mày chết, không biết tư mã ý đây à? Trận mi mưu hóa, phong khởi chủ sơn. Quang phú thiên hạ. Nhân vật được chiêu mộ á? Với mức lương 100 đồng, ai đấy? Lô thực. Một thanh niên có chí khí đấy nhỉ. Khả wo bai ma jiang jun, zheng tian xia wan min yu shui huo. Na qi wu qi, kuai qu. Để cho quân đoàn tư mã ý đánh nhau đấy. Si wei xun jie, zhe ke bi qi feng mang. Như vậy là chúng ta đã kiểm soát được một cái vùng lãnh thổ khá là rộng và dài. Bây giờ mình phải xây công trình phòng thủ ở đây đã. Ở cái vùng này thì nó có công nghiệp, nông nghiệp. Và nó có công nghiệp và nông nghiệp. Lên cái skill này đã. Cái này kháng cherry bonus cho toàn quân ở trong bán kính này. Duy trì một cuộc chiến với Lữ Bố. Mình không muốn tiến xuống Trường An. Xuống Trường An bây giờ là rất nguy hiểm. Đấy. Khổng Dung này thì lượt sau nó sẽ hết lương thực. Lúc đó mình sẽ đàm phán tiếp. Mình cần một quân đoàn nữa ở khu vực này. Chúng ta cần có 3 quân đoàn. Nhưng mà kinh tế của mình thì mình không chắc lắm là mình có thể duy trì được cái số lượng quân lớn đấy.
rất là khó khăn. Thôi được, chúng ta cứ qua lượt đã. À, chúng ta có thêm được một chúng ta cần do thám thằng Lữ Bố này nhỉ. Thằng Lữ Bố này hiện tại nó đang là kẻ thù của mình. Hội đồng lập pháp của chúng ta vẫn đang còn còn chống vài chứ. Kế hoạch của mình bây giờ sẽ cố gắng ổn định cái vùng phương Bắc, sau đó mình sẽ vẫn cứ tiếp tục. Thằng này nó muốn làm chư hầu của mình. Không không không, mình không nhầm thì cái thằng Lã Bố này nó rất hiếu chiến. Mình không muốn bắt một cái thằng chư hầu hiếu chiến như vậy. Tuyên chiếu giữa Lưu Tông và Viên Hy. Hoa Dung. Nói chung thì bây giờ Hà Nội à, không chắc lắm nhỉ, nhưng mà mình đánh chiếm được cái vùng Bình Nguyên đấy thì ngon đấy. Để mình xem là nếu bây giờ mình tuyên chiến với thằng khoảng thời gian cần 6 lượt nữa. Chúng ta cần 6 lượt nữa để giải quyết vấn đề này. 6 lượt à? Ô không được. Sao kinh tế của mình lại sập ác thế này nhỉ? Khổng Dung nó hết lương thực rồi này. Chúng ta cũng hết đàm phán làm ăn rồi. Chư hầu thằng Khổng Dung này 50 lương thực à? Cho nó một cái quyền tự chủ xem như nào nhỉ? Cho nó quyền tự chủ là chúng ta sẽ cùng sát nhập nó. Tốn quá nhỉ. Gần này thực chúng ta có thể bán được thêm cho nhiều thằng hơn. Được rồi, với 18 thực mà chúng ta thu được cái này tiền, chúng ta lại còn bắt được nó làm. Chúng ta sẽ cho nó quyền tự chủ. Rồi. Ô tuyệt vời. Quyền tự chủ được đảm bảo bởi Khổng Dung. Rồi, Khổng Dung bây giờ không chiến tranh với ai nữa rồi.
Mình sẽ dùng ngoại giao lương thực để thâu tóm thiên hạ. Đây có một thằng rất thân với mình này. Mình sẽ cho nó một cái quyền gọi là quyền tự chủ. Đấy. Đồng thời mình sẽ cấp lương thực cho chúng nó. Và bắt chúng nó chi tiền. Mấy con lợn này đang nghèo lương thực. Thế thôi. Như này chúng ta sẽ thái mạo à? Lưu Bị, Lưu Tông. Hay quá cơ. Ôi, chúng ta bắt chúng nó làm chư hầu, chúng ta sẽ có được một cái lượng tiền rất là lớn khi chúng nó phải nộp thuế cho chúng ta. Thằng Lưu Bị này nữa, xem nào. Bắt cả Lưu Bị làm chư hầu nữa thì bố đời mẹ thiên hạ quá nhỉ. Đảm bảo quyền tự chủ của Lưu Bị. Nhưng thằng Lưu Bị này nó Lưu Bị thì mình e là không thể thằng Lưu Bị mình e là mình e là mình nghĩ là mình lên đồng minh quân sự đồng minh với thằng Lưu Bị này. Nếu mình bây giờ mình có thằng xem Lưu Bị ở đâu đã. Lưu Bị chắc chắn là Lưu Bị đã đâu đó dưới này rồi. Đảm bảo quyền tự chủ. Chư hầu thằng Trương Lỗ này nó chịu luôn này. Cấp cho nó quyền tự chủ nữa. Thằng Trương Lỗ ở đây à? À nếu thế thì mình sẽ có một cái vành đai rất an toàn rồi. Và yêu cầu chúng nó tiến hành cống nạp. Khoảng gần lãnh thổ. Ui dồi ôi, chúng ta sẽ chăn được khá nhiều tiền đấy. Đảm bảo quyền tự chủ của Trương Lỗ. Trương Lỗ ở khu vực này. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái vùng đệm rất là tuyệt. Rồi. Các bạn có thể nhìn thấy này. Bây giờ thì tất cả những thằng này nó thành chư hầu của mình. Nhưng mà nó lại được đặt dưới sự, có nghĩa là nó là cộng hòa tự trị. Mình có thể tạm hiểu chúng nó như là một dạng cộng hòa tự trị. Nghĩa là chúng nó có quyền tự chủ riêng một chút, nhưng mà nó vẫn thuộc chư hầu của mình. Đấy. Thế thì bây giờ thì chúng ta sẽ thâu tóm hết thiên hạ. Cho chúng nó quyền tự chủ. Lưu Bị thì không biết là liệu nó có chịu không, nhưng mà mình nghĩ là một trong những cái ba nước Ngụy Thục Ngô mà bắt nó làm chư hầu là hơi khó. Về lý thuyết thì mình nghĩ là được, nhưng mà mình nghĩ là lên đồng minh quân sự với thằng Lưu Bị thì hơn. Chứ về lâu về dài thì mình không chắc lắm. Thằng Tào Tháo này danh dự nó cao nhỉ? Tào Tháo danh dự rất cao, Hàn Toại. Thằng này danh dự cao thế. Bia lại vô dạng. Mình hình thành liên minh với thằng đấy, liên minh với Lưu Bị. Tú
Hàn Toại nó chưa chịu. Bây giờ cung cấp quyền tự trị mà nó không chịu à? Sĩ Thiết Kim. Sĩ Thiết Kim này nó chưa có một cái hiệp ước gì với mình à? Nó là Việt Nam đấy. Nhiều anh em cứ đòi mình đánh Việt Nam nhưng mà thôi. Ơ, mình có nhiều thực mà nhỉ? Bắt nó thanh toán đi xem nào. Không đáng kể đâu. Mình nghĩ là không được bao nhiêu cả. Đầu tiên có cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau đã. 10 thực thôi mà. Thằng Hoa Dung này cũng vậy. Phải có được cái hiệp ước này đã. Mình nghĩ là rất quan trọng cái hiệp ước này. Còn đòi tiền chúng nó thì mà được mà. Nó cũng có chịu đấy chứ. Cái chính không phải là tiền. Mình sẽ cho nó một ít thực á. Bỏ ra có một thực thôi, chúng ta đã được khá là tiền rồi. Yêu cầu nó thanh toán ngay, thằng này nó nhức nhỏ. Có một thực. Một thực thôi mà chúng ta được gần này là cũng được rồi. Mình rất cần Hàn Toại nữa này. À bây giờ chúng ta sẽ cần xem là Hoa Dung này. Hoa Dung Trương Lỗ đâu rồi? Có thể giao thương với thằng. Ruby. Dục Mẫn Hương. Dục Mẫn Hương này nó là một quốc gia độc lập à? Chúng ta không thể tạm thời ban đầu mình để lấy cái điểm ngoại giao đấy. Lấy cái điểm ngoại giao đấy. Thằng Lưu Trương. Thằng Lưu Tông này. Chư hầu thằng Lưu Tông này. Đảm bảo quyền tự chủ cho nó. Cung cấp lương thực cho nó. Vòi tiền của nó. Mày nhiều tiền lắm phải không con? Mình cũng đâu có muốn chiến tranh nhiều đâu. Ôi dồi. Đây rồi. Chúng ta không cần phải bán nó nhiều thực thế. Thế này là ổn rồi. Sau lượt này chúng ta sẽ giàu như lứt đố đổ vách luôn. Nhóm này của chúng ta đây. Hàn Toại. Khoai điện. Kịch kim xem thằng này nó chi được bao tiền nữa. Ô, chúng ta dùng lương thực để giải quyết được nhiều việc gấp nhỉ.
thế này thôi. Không tốn nhiều tiền lắm. 10.000. Yêu cầu thanh toán. Thôi được rồi, lấy tí điểm ngoại giao được. Để xem nào. Ôi, mỗi một lượt chúng ta sẽ nhận được 16.000 tiền. Bây giờ thì chúng ta sẽ rất là giàu, rất là giàu. Chúng ta đảm bảo quyền tự chủ cho rất nhiều thằng. Và bây giờ thì ồ, chính sách ngoại giao đu dây có vẻ hiệu quả đấy nhỉ. Bây giờ chúng ta là đồng minh của Lưu Bị. Lưu Huyền Đức. Đúng rồi. Thế này thì thế chân vạc đã hình thành rồi các bạn ạ. Đây chính xác, đây Lưu Bị ở đây. Và Tôn Quyền ở đây. Thì đúng theo lịch sử rồi. Tào Tháo ở đây. Chúng ta chỉ còn phải giải quyết cái thằng Viên Thiệu thôi. Hay chính xác hơn là hậu duệ của Viên Thiệu. Và chúng ta sẽ không hòa bình với thằng chúng ta sắp có một cái nền kinh tế tuyệt vời luôn anh em ạ. Rồi, giải quyết luôn cái thằng tàn quân Taliban này đấy. Chúng ta sẽ cứ để Lã Bố như một phần của... Bởi vì thằng đấy nó chiến tranh với rất nhiều thằng. Bây giờ thì thằng Lã Bố bị kẹt giữa lãnh thổ của chúng ta rồi. Xung quanh của chúng ta thì bọn chúng nó đều là chư hầu hết rồi. Rất là tuyệt. Thằng... Đúng rồi. Tất cả chúng nó đều thành chư hầu của mình hết rồi. Nghĩa là chỉ còn duy nhất Lã Bố, nó bởi vì nó kiểm soát Trường An nên mình cũng không muốn đánh vào đây. Ở đây có Thiên Tử, chúng ta không thể đánh vào đây được. Đánh vào đây thì chúng ta sẽ bị cái điểm rất xấu, đó là chúng ta tấn công Thiên Tử. Chúng ta là phụ mệnh Thiên Tử mà. Bây giờ chúng ta chưa lên ngôi vua xưng vương. Thằng Tào Tháo nó có tốt nhất này. Thôi mày phải chết, Tào Tháo phải chết. Bây giờ thì có thể mình sẽ thành lập thêm một quân đoàn nữa. Tiền thì bây giờ cũng khá đấy, nhưng mà cứ lâng cái này lên. Cứ phải có tháp canh phòng thủ, chắc cờ. Và cái chính là phát triển cái khu bên này á. Với cái việc lên nông nghiệp đã nhỉ. Rồi ok, chúng ta qua lượt đã. Sau lượt này chúng ta chống lại thằng Lưu Trương. Chi cho chúng ta gần này tiền. Chỉ chúng ta thử đàm phán với thằng Lưu Bị để xem một hiệp ước không. À, chúng ta có thể... Cái gì đây? Hợp nhất tài sản và đất đai của phe này vào bạn. Ô, hợp nhất với cả Lưu Bị á. Thế chúng ta sẽ có toàn bộ khu vực phía nam này kìa. Nhưng mà mình có chắc là mình muốn điều này không nhỉ? Mình có chắc là mình muốn điều này không chứ? Mình chỉ sợ mình hợp nhất một phát là mình lên ngôi vua luôn. Lưu Trương là thằng này à? Thành Đô. Chúng ta sẽ có Quan Vân Trường, Lữ Bố, à, Trương Phi.
chống lại Lưu Trương. Thằng Lưu Trương thì nó chỉ có mỗi một cái góc nhỏ nhỏ này thôi. Đây, đồng ý đi. Bây giờ mà sát nhập Lưu Bị vào thì nó chưa phải là giải pháp này. Tào Tháo tuyên chiến với chúng ta rồi. Cái gì? Ý là chúng ta có lôi thằng Lưu Bị vào cái cuộc chiến với Tào Tháo hay không á? À ôi, con chó Tào Tháo nó đánh thằng Khổng Dung của mình. Chưa phải lúc để mình lôi. Phải thôi, chúng ta chọn Lưu Bị thì chúng ta phải chấp nhận là chúng ta sẽ chiến tranh với Tào Tháo. Lưu Trương, chúng ta cứ để cho Lưu Bị nó, khi cần chúng ta sẽ thống nhất nó sau. Làm sâu sắc mối quan hệ giữa Hạ Hầu Nguyên này. Kinh tế của mình bây giờ khá là hùng mạnh luôn. 13.000 một lượt. Chúng ta có một cái, bây giờ chúng ta sẽ phải tiếp tục làm ngoại giao đã. Mình nghĩ là bây giờ Lưu Bị thì rất tuyệt vời rồi. Yêu cầu Lưu Bị hỗ trợ đánh nhau với Tào Tháo. À, Lưu Bị này nó thiếu cái gì nhỉ? Thiếu thanh toán cho nó ít tiền thôi nè. Mình nghĩ là không cần à. Về căn bản thì Lưu Bị nó cũng không ưa Tào Tháo. Lưu Tông nó đang là chư hầu của mình rồi. Các lộ chư hầu của mình bây giờ rất đông. Bây giờ là lúc để chúng ta cứ bắt chư hầu đó. Bắt được thằng nào bắt hết để kiếm tiền đấy. Những thằng to xác như này thì chúng ta không đàm phán ha. Thằng Thái Mạo này thì sao vậy? Lưu Trương. Gọi chư hầu chiến tranh với Lưu Trương để tăng cái điểm ngoại giao này. Đấy, tăng điểm ngoại giao giữa tất cả các chư hầu của mình. Chính so với loạn trợ, trị trí sở hữu. Cậu giấy hữu hoa khoai số. Ý chê nhị chú xin phản. Mình bây giờ là thằng Mã Đằng. Hoa Dung, Hoàng Tổ, Lưu Bị. Thế thì không được. Mà mình cũng không nên chơi với nó kiểu là
Chu cấp quyền tự chủ cho nó mà nó không chịu à? Hay quá. Bây giờ thì Lữ Bố phải đối mặt với một loạt các đội quân cực lớn. Có lẽ là mình sẽ mua quân cho quân đoàn này đã. Gia đình có điều kiện rồi mà. Gia đình có điều kiện rồi. Công Tôn Toản thử về đây xem nào. Nhưng mà bỏ cái bọn cung này đi. À, đổi như này nhanh hơn. Đổi như này nhanh hơn là chúng ta mua lại. Ok. Tuyệt vời. Cuộc chiến với thằng Nhan Lương này anh em ơi. Triệu Bộc thì mình không cần đâu. Kinh tế của chúng ta bây giờ rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ tranh thủ cái nguồn kinh tế dồi dào này. Nhưng mà mình sắp lên ngôi vua mất rồi. Đấy cũng là một cái mình đang đau đầu ấy. Chúng ta sẽ là Bắc Bình Vương rồi. Và bây giờ kẻ thù của chúng ta chính là thằng Tào Tháo. Đầu tiên chúng ta sẽ phải cố gắng xử lý cái thằng Viên Thiệu này đã. Thằng này nó đang là chư hầu mình mà. Công nhận tính hợp pháp á. Chúng ta sẽ hỗ trợ tuyên bố độc lập của nó. Chúng ta sẽ tuyên bố, cái hỗ trợ tuyên bố của nó đang là chư hầu của mình cơ mà. Mấy thằng này nó muốn độc lập à? Phải thôi, chúng nó mạnh lên là chúng nó sẽ đòi độc lập. Mã Đằng hòa bình với Lưu Bị. Mình sẽ không thể để cho mấy thằng này nó độc lập được. Nó độc lập thì bây giờ mình sẽ rất là đau đầu đấy. Nó vẫn cứ phải là một phần của chúng ta. Mình cần lên tiền đã. Chúng ta vẫn có 10.000 một lượt. Nhưng có vẻ tiền chúng ta đang bị sụt giảm nhiều nhỉ. Chắc là do bị mất lãnh thổ à. Đại quận.
Cái vùng này thì nó chỉ giảm áp kíp cho kỵ binh nhưng nó cũng chả tăng được cái gì. Nó giảm tham nhũng này, an định. An bình. Hữu Bắc Bình. Thái Nguyên. Bọn này nó cũng muốn độc lập cơ à? Mình chưa hầu cho nó nhiều quá. Bạn bè, hoan nghênh. Thằng Lưu Bị này nó rất là nhiều tiền. Nhiều tiền và nhiều lương thực. Đến một lúc nào đó thì chúng ta cũng Tào Tháo nó xưng lên đây thành Nếu mình lên ngôi vua thì mọi chuyện sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ? Hân rống sinh tại xương diện. Càng quá. Chúng ta có Công Tôn Đàm và Công Tôn Úy kìa. Công Tôn Kỳ sắp trưởng thành rồi. Công Tôn Quản thì đang ở đây. Chạy nhanh một chút xíu đi. Lại một lần cảm nhận được ấm áp của nhà. Chúng ta chưa có đơn vị lính nào khá hơn nhỉ? Cái công nghệ này à... ...10.000 mỗi lượt. Thôi tập trung vào phát triển nhà cửa kinh tế lên đã. Những thứ khác để từ từ. Tranh thủ cho... kệ cho chúng nó đánh nhau. Nó là chư hầu mình nhưng mà kệ cho chúng nó đánh nhau. Mã Đằng chiến với chúng ta. Kêu gọi Lưu Bị chiến tranh. Khỏi. Thằng Mã Đằng này sống làm sao được, không phải sợ. Chư dân hầu của chúng ta yêu cầu hỗ trợ Sĩ Thiết Kim. Chấp nhận chúng ta sẽ tăng Hoa Dung, Hoàng Tổ, Thái Mạng, Lưu Chương bị trừ. Từ chối sẽ dẫn đến sự độc lập của chư hầu à? Chúng ta sắp lại mất một mối làm ăn rồi. Khỉ thật, bọn này nó cứ chịu khó đánh nhau thế. Tú Xia xin rán chế sâu, linh vô đẳng bày cản xin xỉ. Sĩ Thiết Kiêm là Việt Nam mà. Mã Đằng thì sợ quái.
Công Tôn Kỳ đến tuổi lớn rồi. Bây giờ thì thằng Mã Đằng nó ở tận đây. Mình cứ cho cái bọn đệ tử mình nó đánh nhau loạn xạ lên. Bây giờ là lúc mình đang gặt tiền chúng nó đã. Sau này thì chúng ta sẽ thống nhất hết. Nhưng mà không phải lúc này thôi. Lưu Bị nó chưa chịu. Hàn Toại nó ở góc này. Lưu Bị, Trương Lỗ. Trương Lỗ thì nó đang là đệ của mình rồi. Lưu Bị này, thằng Viên Thuật, Viên Thiệu, Viên Thuật này, Khổng Bình Dung thì đang bị thằng Tào Tháo nó đánh ác quá nhỉ. Hay là Viên Thiệu này thì Tôn Kiên. Hình thành một liên minh giữa Tào Tháo và Tôn Kiên đây. Nâng thiện dũ xạ, vô xin sân vệ. Nó vẫn đang nhập khẩu nông sản chúng ta. Mỗi thằng Lưu Bị này... Hoan nghênh, bạn hữu. Lưu Bị này nó nhiều nông sản, nó không nhập khẩu. Con lợn Tào Tháo này. Thái Mạo, Lưu Chương thì không sợ. Ôi dồi, Khổng Dung, Lưu Tông. Xin chào, bạn. Bán cho nó tí thực ạ. Chả được đáng kể bao nhiêu mà tốn tiền quá. Anh Trương Lỗ này nó đang đói lương thực thế cả. Chúng ta cứ phải gặt đã, chư hầu thì chư hầu chứ, phải gặt đã. Gặt hết. Chư hầu chỉ là tạm thời và chiếm đóng mới là mãi mãi. Được rồi đấy. Kế hoạch tiếp theo của chúng ta sẽ phải tiêu diệt bằng được cái thằng Viên Thiệu. Bởi vì đây này, nhiệm vụ lịch sử của chúng ta phải tiêu diệt Viên Thiệu. Bắt buộc mình phải đánh Viên Thiệu rồi. À đây, cái lính này ngon lắm này. Lính này nó rất mạnh về phòng thủ. Lính này thì cũng ngon đấy, nhưng mà kinh tế của chúng ta không nuôi được cái bọn này đâu. Bọn này là chết rồi. Mà nó cũng có đắt hơn nhau là mấy đâu nhỉ. Nhưng nó kháng tên rất tốt. Bọn kia chỉ được cái bắn tên thôi. Có hai kiểu đội hình tròn và đội hình chống pha lăng. Yêu hoa chí số. Xin vấn điểm gì? Không có đội kỵ nào khá hơn. Chủ công chính quản phân phụ. Chuyển hết sang cái đội này à? Lưng đời à? Đúng không nhỉ?
lính bọn này nó chỉ có mỗi đội hình hình hộp mà. Khó nhỉ, chưa biết nghĩ ra kiểu gì. Bọn này thì nó có thể phòng phủ từ nhiều hướng hơn, thậm chí nó trang bị cả cung tên. Cân nhắc đã. Bình xí trận loạn. Ngươi phong lạ ba. Chu trưng sụ rì, kín rì sỉ quý. Trung tướng chỉ ở đằng tiền, hàn xào hoan yến. Xuất phát. Trì rối như thủy, khí ứng vạn biến. Đang tại hành tiến. Không cho nó chạy vào bên trên này. Cái đang như thế. Mình đang tính một cái chiến thuật mới. Bọn này căn bản nó cũng có cung tên rồi. Tướng mới cấp 3 thế này. Thành trì của chúng ta vẫn phải lên đã. Chúng ta phải có lương thực với cha mới làm việc được. Cứ để mấy thằng chư hầu của mình nó lộ các lộ chư hầu của mình nó ở đây đã. Chiến tranh cũng là một cách để duy trì hòa định. Từ hoảng. Vi hoàng. Ô thằng này có cái thương ngon đấy. Tuyển dụng nó phát. Nó có cái thương giống hệt thương của Triệu Tử Long. Ô thằng này có con ngựa gì đây? Tư mã khoáng. Sống sâu xa rư đê rơ chinh ba. Tư mã khoáng là con anh em nhà Tư mã ý à? Bình thường. Cái chính là cái con lợn này, thằng Tư Mã Khoáng này nó có cái con ngựa ngọt thế nhỉ? Nó có con ngựa rất là mạnh. Đây này. Tháo ngay đồ của thằng Tư Mã Khoáng đã. Cho thằng Thái Tử Phi này cưỡi con ngựa này đi. Đấy, dồi ôi. Ngựa nhìn đẹp chất vãi luôn. Chủ yếu là lấy đồ thôi. Mấy vũ khí nữa. Vi hoảng. Trong vi hoảng à? Đại nhân, có hoa chỉ số. Thôi để thằng vi hoảng ấy dùng được. Từ từ. Đấy cái quân đoàn của thằng này nữa. Bây giờ mình không biết có lên. À đang chế độ hành quân. Chúng ta không đủ quân được.
phải có chiến tranh đi chứ nhỉ. Chúng ta dùng ngoại giao mạnh quá. Bây giờ thì chúng ta có một cái lãnh thổ khủng khiếp quá. Mày chạy đi đâu? Rồi. Mày có biết thiên vệ quân không? Không được, phải đánh tay chứ. Thiên vệ quân có lẽ chỉ nên dành cho nhà vua thôi. Còn lính thường này thì không nên dùng thiên vệ quân. Hạ Hầu Uyên. Cái bọn là tướng màu vàng thì nó lại có cái skill kháng tên cho quân khá mạnh nhỉ. Tướng màu xanh thì nó lại chỉ kháng tra bonus tốt. Màu vàng và màu tím thì nó lại hỗ trợ quân tốt hơn. Thế đau đầu. Cái bọn đấy thì quân của nó lại lởm quá. Địa hình quá đẹp, cây cối um sùm. Nó có mấy con ngựa. Bật tên lên bắn chết bầm cho nó đi. Tên lửa đâu, bắn. Cỏ cây hoa lá gì mà đông thế. Em này phải học cái skill bắn đạn lửa đó, cho pháo. Tả Ti Thượng Bát đâu rồi, đua. Không muốn xong đấu. Bắn nát đội hình nó ra cho anh. Khờ bê đứa gia hỏa. Đi cơ bản không phải hoạt động. Trân xin đi sang xa đầy mỗi hô hấp ba. Ồ, tuyệt thật. Chúng mày chạy đi đâu? Các lộ chi hầu đó. Đi trong rừng nó không, mình không phát hiện ra chúng nó.
cái địa hình ở chỗ này kể ra mình triển khai quân đây cũng được, nhưng mà ra ngoài tập bắn này. Không muốn xong đấu. Pháo mình lã chúng nó gần chết hết rồi. Nhi sư hữu hẳn sức chất lý, xu yếu bóng sổ. Yêu chư à. Cứ để pháo lã hết đạn đã, tội gì. Tướng của nó cũng gần dẹo. Cho cung đứng đằng sau à? Địch quân tứ tán ở đầu, đạo địa là vô đan sủ bệ. Quân của nó đang quây quần lại với nhau để chết. Tuyệt thật. Tiến lên đi. Bộ binh nó nát xứ rồi, bắn xong ảo. Ôi, bọn này đồng loạt bắn tên rồi. Kệ nó, để bọn này nó bắn tên đã, tội gì. Binh của mình cản ở bên dưới này, ác quá. Bọn này nó cũng bắn được tên mà. Tướng của nó chém chắc là hai phát chết. Rồi đi giết bọn cung tên này. Cho tướng phải đi đánh trận tí nha sướng. Úi ồ. Chưa chết à? Tướng lì phết nhở? Một phát này chết luôn này. Chưa đi à? Vẫn chưa đi văn điển này.
chạy hết rồi. Dần dần chúng ta phải nâng cái đội kỵ binh lên, nhưng cái màu đỏ lên để có thêm đội kỵ binh mạnh mạnh tí, không thì kỵ binh của mình vẫn cứ cái đội kỵ binh đầy đầu. Hoặc có thể là Công Tôn Toản sẽ chơi đội Bạch Mã Nghĩa Tòng cho nó đúng chất chứ nhỉ. Chỉ riêng quân đoàn của Công Tôn Toản chơi Bạch Mã Nghĩa Tòng thôi thì nó mới đúng lịch sử, bởi lịch sử là Công Tôn Toản nó chỉ huy đội Bạch Mã Nghĩa Tòng. Chỉ có 100 đâu, hơn 100. Nguyên vũ à. Thôi thả nó đi nhỉ. Chúng ta làm người nhân từ một tí đi. Chúng ta nhân từ một chút. Mình đang tính một cái kế hoạch khác. Chúng ta sẽ chuyển đổi các đơn vị này à. Bởi vì bọn này nó đều có cung tên này. Đấy, nó đều có cung tên. Và mình sẽ chuyển đổi bọn này nó thành xe bắn đá. Như vậy chúng ta sẽ có 4 cái xe bắn đá như thế này. Chúng ta sẽ có 8 đội à. Còn quân đoàn của nó đang chế độ hành quân thì không đổi được, phải chế độ bình thường này mới đổi được. Cái đội Bạch Mã Nghĩa Tòng này thay bằng thiên vệ đội này à? Có lẽ để từ từ đấy nhỉ? Bởi vì là kinh tế không phải lúc nào cũng khởi sắc đâu, bởi vì sẽ có lúc là chúng ta cũng SML đấy. Chúng ta cố gắng lên ngôi vua càng chậm càng tốt. Vùng hướng Bắc Bình này làm sao mà nó loạn thế nhỉ? Đành phải nâng cái này để nó tăng trị an lên đấy. Lưu Tây. Giảm tham nhũng này. Sóc Phương. Cứ lên lương thực trước. Thái Nguyên. Mình cứ lúc nào ưu tiên phát triển lương thực. U Châu, Tây Hà. Chúng ta có tiền nhiều thì chúng ta cứ phải bây giờ tình hình là thằng Khổng Dung, thằng đệ của mình đang bị thằng Tào Tháo nó đập cho té tua. Kệ nó. Cứ để lính tím ấy chưa có cái lính gì mạnh. Có mỗi quân đoàn của Hạ Hầu Uyên này thì bây giờ thực sự là rất là khủng khiếp luôn. Căn bản là cái bọn này nó được trang bị cung tên này, nên là mình cũng bỏ lính cung tên đi được rồi. Lính cung tên về sau phế quá.
Thằng Mã Đằng. Thằng Mã Đằng nó có mấy cái vùng đất ở Vũ Đô này. Giáp với phía dưới này là Lưu Bị rồi. Mã Đằng còn mỗi hai cái mổ đất con này. Kệ cho chúng nó đánh nhau. Chúng ta ở đây chăn dắt là được rồi. Chưa có cái lính gì mạnh hơn. Công Tôn Toản sẽ được chỉ huy với đội Bạch Mã Nghĩa Tòng. Mình chắc chắn là mình sẽ phải chơi cái kiểu đấy. À, chúng ta được cộng 10 public order, đó là Hanvest Mung. Một cái lễ hội ánh trăng à? Chả hiểu lắm. Mỗi một lượt chưa qua chúng ta lại phải... Mỗi một lượt chơi qua chúng ta lại phải thêm một đàm phán mới. Con lợn này nó nhiều lương thực ghê nhỉ. Câu giấy hữu hoa khoai số. Ý chê nhìn chú xin phản. Hằng yêu bia lại vũ yạng. Lưu Trương, Khổng Dung, Lưu Tông. Mình cứ để cho chúng nó có một cái gì đó. Phụ thuộc vào mình. Lưu Bị chịu nhé mày. À, con lợn này âm lương thực rồi. Nó âm lương thực thì chắc nó sẽ phải nhập khẩu. Bọn này đất nó nhỏ thì thanh toán ngay đi. Nhưng mà mình chỉ bán cho nó ít thôi. Tầm 10 thực này. Chắc nó cũng chỉ mua được thế. Chủ yếu là lấy điểm ngoại giao. Trương Lỗ âm lương thực rồi. Thôi được rồi, để hết thì anh lại bán lương thực cho mày. Hoa Dung. Hay giả. Chúng ta lại phương Nam, chúng ta lại không gây chiến được à? Trọng khí như hỏa, hùng hùng bất xi. Quân đoàn của Tư Mã Ý không mạnh lắm đâu, nên là không ăn được. Trọng tại hành trình. Vì là thiên hạ đại nghiệp. Mình chưa biết làm nào để đánh nhau mấy thằng này mã siêu. Để Công Tôn Toản lên đây đã. Công Tôn Toản lên đấy. Chuyển đổi bọn này. Ừ.
bọn bạch mã nghĩa tổng thì mới gọi là bọn gớm này. Chiến thủ ý mình, gia rụ vô phong bà. Mời sĩ Thiết Kim tham gia liên minh của chúng ta. Nó đang kẻ thù với mình. Cũng được. Mình cũng không muốn chiến tranh với Việt Nam. Mình không muốn chiến tranh với Việt Nam. Mà mình lại đang chiến tranh với nó kìa. Tà Tháo, à thằng này xin hòa bình. No. Anh... thằng lã bố mày, anh cứ để cho mày âm tiền mày chết sừ mày. Mày giữ Trường An mày. Hay quá nhở. Cảm ơn Lưu Bị nhá. Nhờ có Lưu Bị mà mình đã hòa bình được với sĩ Thiết Kim và lại còn có thể đồng minh được với nó nữa. Đó là một cái giải. À đâu, hình như thằng Lưu Bị nó sĩ Thiết Kim vẫn chiến tranh với mình này. Mình chưa hiểu lắm cái mối quan hệ kiểu gì đây. Tại sao vừa chiến tranh lại vừa kẻ thù được? Sĩ Thiết Kim nó là tận dưới này cơ mà. Lưu Bị. Liên Quân. Khổng Dung. Hàn Toại có vẻ không hài lòng à. Tất cả những thằng nó không ở biên giới của mình thì mình chả sợ. Chỉ ngán là chúng nó giáp biên giới mình thôi, mình mới ngại thôi. Còn chúng mày không giáp biên giới với anh thì chả có gì anh phải ngán. Đổi hết vào đội Bạch Mã Nghĩa Tổng thì sao nhỉ? 104. Chơi lớn phát sao này. Cho Công Tôn Toản chơi lớn phát, chơi nguyên Bạch Mã Nghĩa Tổng. Bọn này nó vừa sốc kia, nó vừa tấn công cận chiến được và vừa bắn tên được, rất là tốt này. Đấy. Cho bọn này à... Ôi ôi, chơi quả này là chơi hơi lớn đấy. Có Bạch Mã Nghĩa Tòng là được rồi. Cho nó đúng chất của Công Tôn Toản. Công Tôn Toản là phải có Bạch Mã Nghĩa Tòng đi cùng nó mới đúng kiểu chứ. Đúng lịch sử. Thanh niên này lên cấp này. Đây rồi, nó lên đến đây rồi kìa. Nó sẽ lên nốt skill này. Mắc cái nháy này là 7 này, 8 này, 9 này. 10 học ở đây đi, để tăng thêm đam. À đây, 10 học ở đây. Ưu Huy. Thằng này nó có cái áo giáp bị trừ, cái này kinh quá. Không có cái áo giáp nào ngon hơn nhỉ?
Bị trừ 12 vào cái kia thì... cái con ngựa này đi, đỡ một tí cái chuyên môn. Đấy, đúng rồi, Triệu Tiểu Long mất, ông mình ấn nhầm, mất Triệu Tiểu Long, mất mất cái vũ khí rồi. Triệu Tiểu Long phải cầm cái này. Có hai món giống nhau cơ mà. Thế nào nhỉ? Lòng hoàng quá. Lượt sau mới dùng được à? Tả tì thượng bát. Tăng và đa một tí cũng được, cho đập nhau cho khỏe. Một lượt nữa, có hiệu lực trong lượt tiếp theo. Mình xem lại là nó như thế nào để mình trang bị lên cho thằng này. Thái Nguyên. Sóc Phương. An Bình. Ồ, mình bây giờ kinh tế cũng khá. Bắt được thằng nào làm chư hầu nữa, cứ bắt đi nhỉ. Thằng nào xem thiếu thực, bắt lốt làm chư hầu. Bắt để có thêm tí tiền chứ, tội gì. Chân sự bị cảm ơn. Nó là đồng minh của mình, không thể. Lại khai thành bộ công ba. Bọn này bây giờ nó... Hẳn cao xinh yu ni jian mian. Thái Mạo. Cảo lắm. Bọn này danh dự của nó cao á. 150 thì mình không. Yǒu bìyào ma? Chiến tranh với ai? Hoàng Tố. Thôi kệ nó tận đâu. Viên Hy. Lý cầu thượng trị, công minh trấn thiên, không được. Cho Lưu Bị giải phóng khu vực trên này đã. À, công tôn tòa. Rồi, Tư Mã Ý.
每一步都颇具智慧。保卫营地，恪守职责。啊，后院的，说那日他妈当真。ô, thằng Lưu Bị nó chiếm hết đất của thằng Khổng Dung rồi. Nếu không thể đạt thành nhất trí, hiện tại nó tuyên chiến với chúng ta, công nhận. Kêu gọi Lưu Bị chống lại luôn. Cộng điểm thì chúng ta sẽ kêu gọi. Mấy cái con lợn này thích đánh nhau mình à? Lưu Trương bị dẹp rồi, Mã Đằng, Hàn Toại, Lưu Bị. Làm sâu sắc mối quan hệ giữa Công Tôn Toản và Tư Mã Khoáng. Tư Mã Khoáng là thằng nào? À, chính mình xem đây là có cái thằng nào nó có đồ ngon thì mình mua nó về để lột đồ nó thôi. Thằng nào dám tiến, dám cái thằng lợn ở trong này dám chiến tranh mình đấy. Hàn Toại này này. Công nghệ lên rồi. Income từ tất cả các công trình tốt lắm. An Định, An Bình, Ngũ Bắc Bình, Trung Sơn, Trung Châu, Tây Hà. Chủ yếu là xây cái vùng Sóc Phương với cả An Định này thôi. Hai vùng này cần phải xây dựng rất nhiều. Giàu có với kinh hồn. Mình cứ có cái mối quan hệ chư hầu này là mình thấy mình ổn. Tiền thì nhiều. Đâu rồi? Đội Bạch Mã Nghĩa Tòng của mình đâu rồi? Khai chiến. Chúng ta sẽ được giảm Viên Hy và Lữ Bố á. Cộng điểm ngoại giao với thằng Viên. Về lý thuyết thì trận này chúng ta đánh được, nhưng mà ôi giời. Chúng ta có đội Bạch Mã Nghĩa Tòng. Wow, có đội Bạch Mã Nghĩa Tòng. Đúng chất của... Có lên đánh vào nghiệp không nhỉ? Lượt sau đây. Hoặc là chúng ta ra, cho quân ra đây đã. Ambush nó phát. Thằng này đánh làm sao được. Mình xem là đám chư hầu của mình nó... Nó có chịu đánh thằng Viên Hy chưa? Mình cứ từ từ chiếm dần đất của chúng nó. Hà Nội à? Chiếm dần đất. Ồ,
Ôi, con lợn Tào Tháo này nó chiếm hết vùng đất này rồi cả. Mình sẽ đánh chiếm Đông Quận này. Và chúng ta sẽ có tuyến phòng thủ rất là tốt. Tào Tháo nó chỉ có cái vùng đất ở đây thôi. Quan trọng nhất là cái quân đoàn này mình có muốn lâng hay không này. Còn muốn lên quân hay không. Rồi. Chết rồi. Mình có từ thành. Sao Gia Cát Lượng lại đi cùng với phe của thằng Tào Tháo là thế nào? Bắt sống thằng Gia Cát Lượng cho anh. Mình phải chuyển đổi cái quân đoàn này thôi. Hồi báo một chút, tôi không có thời gian đã phát sinh những gì? Bọn này này. Nếu mình chuyển đổi về thiên vệ quân hết thì mà đắt lắm. Mình chỉ sợ đến lúc các chư hầu, các lộ chư hầu nó mất hết thì là chúng ta còn không có tiền để mà nuôi ấy. Vũ Đô à? Chúng ta sẽ đánh Vũ Đô. Copper có mỏ đồng. Kim Thành này. Tranh thủ hòa bình. Công tôn Toản thôi. Thống chủ mã giao lại, phóng của mã. Bản quân có hở tình báo, xu xu thành lại. Rồi. Cứ để công tôn Toản giải quyết bọn này. Chứ không hiểu không. Con lợn này chắc phải để công tôn Toản mới giải quyết được. Viên Hy hòa bình. Mình không thích hòa bình với đâu. Để tấn công Bột Hải của anh nhá. Có tường thành rồi. Mẹ tiên sư thằng Gia Cát Lượng dán ra đầu quân cho thằng Tào Tháo. Thủ đô của Tào Tháo đang bị vây kìa. À, Tào Tháo và Tôn Kiên đánh nhau rồi. Chúng ta lại phải làm ăn với Tôn Kiên tí thôi. Bán cho nó tầm 20 lương thực, không bán nhiều. Chủ yếu là lấy điểm ngoại giao. Rú thế khang khai, vô phương định đáng chấp nhận. Vẫn cứ phải bán để lấy cái điểm ngoại giao. Bọn này cho nó giả tiền thanh toán kiểu này chắc được nhiều hơn. Mà bán ít thôi. Bắt nó chi tiền kiểu này vậy.
这提的不错。这个得lấy điểm ngoại giao là chính. Newton, mấy thằng này gần hết thực rồi. 那就这么办吧。好的，请讲。那请签约。恕难从命。我已归来，百姓是否安好？đánh vào Bột Hải hay An Bình? đánh vào đâu mày cũng không đủ sức nha. 保持镇定。Bắc Bình Vương Công Tôn Toản sẽ xuống giải quyết hết chứ mày. Mười hai thành cơ à? Nhiều thành thế nhở? An Bình, Bột Hải, Hữu Bắc Bình, Liêu Tây. Sóc Phương này. Trung Sơn. Nhạn Môn. Tây Hà. Quái nhỉ? Thằng lỡ bố này nó cho quân kiểu gì nó vòng lên tận đất của mình này được rồi. Nào, đánh trận đã, lâu lâu không được đánh trận. Vì là trị sản trị chân, tôi đừng suy phân ly chiến. Với việc là chúng ta thâu tóm được hết các lộ chư hầu như này thì lãnh thổ chúng ta rộng dần rồi. Thảo mê giấy chuyên. Đến lúc mình còn xưng vương hoàng đế thì mới là đau đầu nhỉ. Mình đồng minh được với Lưu Bị. Ơ Yu Phong Thành hay là Sơn Sơn ba. Khai trận. Cung cấp quyền tự chủ cho tất cả các lộ chư hầu. Tại sao Viên Thiệu và Viên Thuật lại không ưa nhau nhỉ? Chúng nó là anh em cơ mà. Hạ Hầu Uyên. Chính ra cái lính màu xanh này chính ra nó mới là mạnh. Mình thấy thực tế là nó là mạnh. Các cái lính màu khác không ăn thua. Màu xanh lá cây này lính của nó về sau này nó có cái đội nó mới chống kỵ binh tốt. Nếu mà lập cái đội hình mà cắm trại xuống thì mà chúng ta có thể lập pha lăng phòng thủ thì thực sự là đối phương rất khó để ăn được. Cái điểm yếu duy nhất của lính Spy đó là nó khả năng nó không phòng thủ được yếu thôi, nó không đam to thôi. Nhưng mà nó lì. Úi dà ôi, thành của nó to vãi lúa. Đánh từ đâu vào bây giờ? Đánh từ đây à?
mà phải xem chọn hướng nào mà đánh vào chứ, đánh thủ phủ nó ở đây. Nghĩa là kiểu gì mình phải đập vào đây đúng không? Ôi đại điện thành nó to vãi lúa. Thẳng chính điện rồi xông vào, mày sợ đếch thế. Vừa chơi vừa ngắm cảnh luôn. Mình có đến 4 xe bắn đá mà. Cẩu vỡ nhà nó ra. Ôi, bộ binh cận chiến của mình đông vãi lúa này, không thể sợ. Bạch mã nghĩa tòng. Chính xác là chúng ta phải có bạch mã nghĩa tòng để đúng đúng chất của đúng chất của rồi đập tường thành nó xuống. Ui cái thành của nó đẹp quá. Xem nó còn đứng ở trên tường thành được không. Ôi trời, quân sư này cấp thấp quá. Hư hại 100%. Bắn ở đây tiếp cho anh. Ở đâu? Mới có 20% rồi. Nát cổng của nó ra. Bắn nát cổng ra. Cổng thành sập rồi, rồi chúng ta có thể xông thẳng vào cổng thành rồi. Phá lát tường thành nó ra. Đẹp đấy. Ôi, có cửa đấy đi lên à? Có cửa đi lên à? Đẹp thế. Vỡ tường thành. Mày cứ đứng ở trên đấy. Chúng mày thích đứng ở trên đấy à? Phá lát tường thành cho ta. Cái đạn pháo mình nhiều bắn tẹt bù. Bắn đây. Lại lên à? Mấy thằng này không sợ chết à? Mấy thằng này không sợ chết à? Thích đứng ở trên tường thành à? Bọn này cứ thích đứng trên tường thành nhỉ? À? Thành to quá. Sập cổng. Vẫn chưa chịu xuống à? Bảo vã phá lát tường thành của mày ra. Ôi dồi ôi. Phá hết cả tường nhà của nó rồi đâu. Pháo bắn thế này thì sống làm sao được cơ chứ. Úi dồi ôi. Chết cơ số. Rồi.
Còn mấy thằng này đứng ở trên thành làm cái gì đây? Bây giờ từ đó nhá, xem có chỗ nào bắn không. Bọn nó chạy xuống hết rồi. Bắn vào đây cho anh. Rồi, bộ binh của chúng ta xông lên. Ha, đi truy sĩ binh đang tại quy thảo. Tháo xuống lại. Sao vào đây? Gì chứ? Mình thay mất vũ khí rồi. Sĩ sĩ đã tiến, không thể tiếp tục tấn công. Bọn này thích láo với Hạ Hầu Nguyên à? Hạ Hầu Nguyên một mình. Rồi. Kỵ binh của nó xông vào kìa. Vẻ chúng nó đi ngược hướng à? Thôi được rồi. Đấy, cho nó khỏi bị chạy ngược hướng. Cho cái binh vào lùa đây. Chỗ Hạ Hậu Uyên là phải sợ mấy thằng này á. Lý Sti anh cũng đập. Hạ Hậu Uyên này máu trâu phết nhỉ? Máu không cao lắm đâu nhưng mà nó đam nó to đập tốt. Ôi lính của mình tràn vào chưa? Ôi. Quân tràn vào thành. Úi dồi. Úi dồi. Chém. Chả mấy khi được xem đánh nhau. Bị binh của mình đây rồi. Lùa luôn, không tôi toản lùa luôn bọn kỵ binh đó. Ai dạ? Lên tường. Nó lên tường luôn. Chém chết mấy thằng cung tên luôn. Ủa. Mặc cái giáp đẹp vãi lúa. Thiên vệ quân. Công tôn toản đâu rồi?
Lùa mấy con ngựa đó. Thằng này đâu rồi? Ưu Huy này đi chỉ huy bọn này á? Đánh bọn này cho anh. Còn cái bọn này trên tường truy sát nó cho anh. Ui ôi. Chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Bọn này nó bắn tên được mà. Nó lợi thế nó bắn được cả tên. Rồi, công tư tỏa đâu tiến vào đại lộ. Ui, cái thành của nó vãi lúa quá. Xong rồi, vật cấp vào đây. Cung của nó hết đạn cả. Úi dồi ôi. Thành to nhờ. Đúng là thành Trung Quốc có khác. Rồi chiếm tháp canh rồi. Rồi công tư toản đâu rồi? Vào đây. Cho công tư toản một trăm phần năm melee charge bonus. Công tôi toàn đâu xuống ngựa xông vào một bình cân tim chúng nó chứ nào. Rồi một mình xông vào xem anh thế nào. Úi dùi. Thể hiện bản lĩnh của một tướng quân chứ. Ai ôi, bẻ cổ một thằng. Ôi tuyệt vời công tôn toàn. À, hạ Hầu Nguyên chứ. Ủa hay quá, hay quá. Tuyệt vời hạ Hầu Nguyên. Đây nữa này. Xuống ngựa. Đánh thằng này cho anh. Bọn ngựa này dám tấn công mà. Mình muốn xem Hạ Hầu Nguyên đánh nhau cơ. Đây để xem Hạ Hầu Nguyên đánh nhau. Hạ Hầu Nguyên rồi, đánh đấy. Cứ để một mình Hạ Hầu Nguyên đánh. Ý, rồi. Ui. Ui. Rồi, không thảm sát cho nó nữa. Trời tối quá. Úi dồi ôi. Hạ Hầu Nguyên nó bẻ cổ à. Bọn này chơi thiên vệ chơi nguyên lính spy này cũng được đấy chứ nhỉ. Nó trang bị cung tên nó bắn tởm chứ đùa đâu.
Hạ Hầu Uyên đánh chứ, đánh nhau nhìn đẹp thật. Có lẽ khả năng nếu mà những trận nó không phức tạp lắm, mình phải đánh để xem tướng nó đánh nhau. Nhìn tướng đánh nhau rất đẹp. Đây là một cái thành rất lớn ở cái góc trong này, nhưng nó lại là một cái thành rất lớn. Vũ Đô Small City. Láo với anh. Chiếm lấy cái thành này là chúng ta giáp với Lưu Bị rồi. Ở đâu? Vẫn là đất của thằng Chư Hầu à? Lưu Bị ở dưới này. Sao phe Lưu Bị gì mà toàn gái thế này? Vương Bảo Lan. Lưu Tuệ Mẫn. Mình không xem được. Ô, con lợn Lưu Bị này mạnh thế. Thằng đệ này của mình nó kiểm soát được cái khu này rộng quá nhỉ. Thằng Tào Tháo bị bao vây rồi. Mình không thể đánh chiếm Trường An ngay được. Đến đâu. Xin hoài trị lệ. Không xin. Không xin. Thằng này nó chiến tranh mình đây à? Nó vác quân ra đây đây à? Hàn Toại. Mình hạ được cái thằng... Ô! Đông Châu Mẫn. Chúng ta còn có gì để nói? Chết 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 thằng kia rồi à? À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Báo一下，这样行不通，发生了些什么？